Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh YouTube Kỳ Vương TV. Dành cho anh chị nào mới lần đầu vào xem thì đây là kênh mà tôi chia sẻ những trận cờ hay của các kỳ thủ, kỳ vương của Việt Nam và trên thế giới. Hôm nay tôi xin gửi tới quý anh chị và các bạn trận thi đấu giữa hai kỳ thủ Hứa Văn Trương của Tứ Xuyên và Lại Lý Huynh của Hàng Châu. Đây là vòng chung kết thứ nhất giai đoạn hậu quy tái của giải giáp cấp liên tái 2023. Chúc các anh chị xem cờ vui vẻ. Trận này, Hứa Văn Trương được cầm đỏ đi tiên. Hứa Văn Trương chơi khởi mã cuộc, mục đích muốn xem Huynh xuất động thế trận như thế nào để tìm đối sách ở nước đi tiếp theo, một nước đi mang tính thăm dò. Huynh binh 3 tấn 1, không cho mã của đối phương phát triển, cũng rất kín kẽ, chưa lộ rõ thế trận triển khai. Họ Hứa bình pháo chuẩn bị xuất động xe cánh trái. Huynh mã 2 tấn 3 cũng chuẩn bị xuất động xe đối lại. Họ Hứa xuất động xe ra. Huynh bình xe, mục đích có thể phi pháo lên phong tỏa. Họ Hứa chưa vội đưa xe lên mà tiếp tục phát triển cánh phải bằng nước binh 3 tấn 1. Huynh voi 7 tấn 5 củng cố phòng tuyến. Đỏ tiếp tục lao mã chính, hình thành trận bình phong mã đi tiên đối với phi tượng cuộc. Huynh lên mã quỳ, mục đích muốn bảo vệ binh 7, phòng trường hợp đối phương lao mã lên để truy kích. Đến đây, họ Hứa mới lao xe lên kỵ hà, mục đích thúc binh 7 để mở thông lộ mã. Huynh xe 9 bình 7 chuẩn bị thúc tốt lên để đấu, mục đích đưa xe lên điểm cao. Nhận thấy mã quỳ của Huynh không có quân bảo vệ, họ Hứa hoành xe, xe 1 mục đích truy kích mã quỳ. Huynh bình pháo mời đấu xe ngay để đấu đi con xe khỏe của đối phương, đồng thời làm thông thoáng cánh phải của mình. Họ Hứa chấp nhận đấu xe. Huynh dùng mã ăn lại xe. Họ Hứa bình xe sang truy kích mã quỳ như kế hoạch. Huynh không đưa xe lên giữ mà lao mã xuyên cung ngay. Tuy nhiên, nước xuyên cung này có thể đánh giá là một nước đi chưa tốt, vì hiện tại mã quỳ này đang có trách nhiệm bảo vệ tốt đầu và tốt 7. Bên cánh kia, mã mới ăn về xe chưa kịp phi lên để hỗ trợ, nên đến đây việc lao mã quỳ lên xuyên cung dường như phản tác dụng, vì nếu đối phương lao mã tới thì không thể dùng mã 2 tấn 3 để bảo vệ tốt đầu được, do bị cản bởi con mã quỳ vừa lao sang. Họ Hứa không bỏ lỡ cơ hội lao mã lên ngay để truy kích tốt đầu chiếm lợi thế. Thấy vậy, Huynh vội vàng thúc tốt lên để tránh. Họ Hứa tiếp tục chuyển hướng công kích sang binh 7 của Huynh bằng nước bình pháo sang phục nước sau lao mã xuống đạp tốt. Không để đối phương thực hiện ý đồ ăn lợi tốt của Huynh, Huynh tiếp tục binh 7 lên mời đấu, thúc binh 7 lên để mời đấu. Nhưng đến đây, họ Hứa chắc chắn sẽ không đấu vì sẽ giải thoát cho xe của Huynh khỏi bế tắc. Và đến đây, sau một hồi tính toán, họ Hứa đã giăng ra một cái bẫy cực kỳ nguy hiểm và kín, nếu không cảnh giác sẽ lập tức dính chiêu, thiệt hại cực kỳ lớn. Họ Hứa chuyển xe sang lộ 8, truy kích mã, buộc mã phải nhảy lên vì không còn con đường nào khác. Huynh lao mã lên tránh như bình thường. Nhưng đến đây, họ Hứa bất ngờ thúc tốt, dùng pháo để đuổi xe. Và đến đây Huynh cũng đã nhận ra là đã rơi vào bẫy của họ Hứa. Nếu Huynh bình xe sang lộ 8 để tránh thì sẽ bị dính nước, dính chiêu xe 8 bình 2 làm cô xe cặp xe mã, xe pháo. Còn nếu xe của Huynh bình sang lộ 9 thì sẽ rất là bí và không biết đến bao giờ mới có thể xuất động được xe. Trong khi đối phương đang có thế tốt sang sông rất mạnh,
Và suy đến tính đến đây, Huỳnh chấp nhận dùng xe ăn lên tốt. Tuy nước này sẽ bị mất quân nhưng lại lợi về thế và có thể ngay lập tức phản công lại. Huỳnh ăn xe lên. Đến đây họ hứa đã đạt được mục đích của mình. Liền lao mã lên để bắt đôi xe mã. Huỳnh thoái xe để tránh. Họ hứa ăn mã lên. Huỳnh pháo 8 tấn 5 để truy kích mã. Họ hứa tượng 7 tấn 5 để ngăn lại. Đến đây Huỳnh có thể ăn pháo của đối phương, dùng xe ăn pháo của đối phương, nhưng sẽ bị nước thoái mã về, dùng pháo bắt cặp đôi xe pháo của họ hứa. Thủ pháp bỏ trước đoạt sau rất lợi hại. Huỳnh dùng xe ăn pháo. Họ hứa dùng thoái mã về, dùng pháo bắt đôi xe pháo. Huỳnh thoái xe để tránh. Họ hứa lập tức vật pháo sang. Huỳnh bình xe sang đuổi pháo. Đỏ bình pháo sang dùng tượng giữ pháo. Huỳnh tiếp tục ăn tốt để lợi thế tốt bù đắp lại. Đỏ lao mã quỳ bảo vệ tốt đầu. Huỳnh tiếp tục dùng pháo ăn tốt đe dọa nước sau có thể vật sang tốt đầu. Họ hứa dùng xe lên ngăn lại. Huỳnh thoái pháo. Đỏ tiếp tục dùng xe truy kích pháo. Huỳnh tiến tốt lên giữ pháo. Đỏ bình xe sang truy kích mã. Huỳnh lên giữ sĩ giữ mã. Đỏ lao xe lên đè mã, đồng thời dọa nước dùng pháo vật tốt. Huỳnh tiến tốt để tránh. Đỏ tiến tốt 7 mời đấu. Huỳnh ăn tốt sang. Đỏ dùng tượng ăn lại. Huỳnh tiến tốt đầu lên, mục đích nếu tốt đỏ ăn sang ăn lên thì sẽ dùng pháo vật tốt tạo thế pháo trống. Nhưng rất kinh nghiệm, Hứa Văn Chương dùng mã thoái về để giữ tốt. Huỳnh bình xe sang phòng nước lao mã ngoạ tàu của đối phương. Đỏ thoái tượng về để phòng thủ. Huỳnh ăn tốt lên. Đỏ dùng mã ăn lại tốt. Huỳnh đóng ngay trung pháo, mục đích để kiềm chế đường lao lên của mã. Sau đó có thể đưa tốt biên sang sông trợ chiến. Đỏ lên sĩ củng cố phòng tuyến. Huỳnh tiến binh chín sang sông. Tuy nhiên lúc này họ hứa đã lao mã lên tấn công đe dọa sẽ ăn pháo. Huỳnh bình pháo sang để tránh. Và chỉ chờ có vậy, họ hứa liền lao mã lên che mặt, dùng mã che mặt xe dọa nước chiếu. Và đến đây biết không thể chống đỡ lại được nữa nên Huỳnh đã buông cờ chịu thua và chiến thắng dành cho Hứa Văn Chương của Tứ Xuyên. Chúng tôi mong rằng qua video này đã mang đến cho anh chị những giá trị tích cực để giúp cho kỳ nghệ thăng tiến hơn. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Nếu thấy video này hữu ích, xin dành tặng một nút like, một nút subscribe cho kênh để có thể xem những trận đấu mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở các video tiếp theo.